Đây là câu chuyện về 4 đứa trẻ chui vào một cái tủ, đánh bà già, hành hạ động vật trở thành vua của mọi nghề, biên niên sở thú Narnia. Giới thiệu nhân vật: Peter, anh cả của gia đình Pevensie, chiến thần cưỡi ngựa, ông vua săn giết động vật quý hiếm; chị hai Susan, bà hoàng đạo lý, Susan nhưng mà lại lên cung phong linh; cậu ba Edmund, nhảy phe như gà nhảy ổ; em út Lucy, vì là nhân vật chính nên được cốt truyện bảo vệ ở tầm vũ trụ; sư tử Aslan, bố già của khu rừng, nhân vật toán trí toàn năng, toàn đi đầu theo ai biết, chắc là sang MGM làm cameo; phu thủy tuyết Jadis, Elsa hàng ngàn năm với 3 con sói. Và các bạn có thể đoán được là bà này chưa có con, vì kiểu suốt ngày dùng 3 con sói. Thế thôi, vào phim. Chiến tranh bùng nổ, máy bay chăm chỉ đi giải nấm, gia đình Pevensie cũng bị ảnh hưởng nên chuyển phát nhanh 4 đứa con về quê dã ngoại, chính xác là chuyển từ căn nhà 2 tầng thành thị về sinh tồn trong căn biệt thự đồng quê. Sinh tồn ở đây là phải bày trò chơi mà không ảnh hưởng đến giáo sư, cái ông chủ biệt thự, hoặc là bị quản gia bắt. Trong một lần chơi trốn tìm, Lucy chui vào một căn phòng, bên trong chỉ có một chiếc tủ quần áo, chỗ trốn tuyệt cả mẹ nó vời. Đã thế tủ còn thông với một thế giới bằng tuyết, mẹ thế này tìm đến lúc bọc lông nách cũng đếch ra. Lucy mò đến chỗ một cái chân đèn, bắt gặp sinh vật đầu tiên ở nơi này, một người ninh bình, thân ở trần, lông đít mặc phủ chân. Chú là gì thế? Giáo sư X aka thần đồng máng aka Tumnus. Còn chỗ này thì gọi là Narnia. Và đừng hỏi tôi tại sao con dê lại nói tiếng Anh. Bây giờ thì về uống trà nào. Nhưng mẹ cho bảo không được chơi với người lạ. Về với chú cho ăn ngọc dương. Thế là Lucy chui vào hang con dê, được tiếp đãi một ấm trà, bé ăn cả hai cốc. Tumnus lôi một chiếc kèn ra thổi, ngọn lửa nhảy múa theo giai điệu xô Lucy vào giấc ngủ. Nửa đêm thì cô bé tỉnh dậy, nhìn thấy tên người dê đang nức nở tự trách. Cô bé tới an ủi. Tumnus muốn báo cho đội cảnh vệ Narnia để bắt Lucy, vì Elsa ở đây không thích loài người. Nhưng aura của cô bé đã khiến anh đổi ý, nhanh chóng đưa cô quay lại cột đèn. Sau khi tặng lại chiếc khăn tay này, Lucy mò về chiếc tủ, chạy ra ngoài với tâm thế của một chiến thần trốn tìm. Nhưng hóa ra thời gian bên ngoài mới trôi qua có vài phút. Nghe Lucy kể thế thì cả hội chạy vào kiểm tra chiếc tủ, rồi kết luận là con em út đang bị phế đồ. Tối hôm đó cô bé quyết định quay lại cái tủ để check. Edmund thấy thế thì đi theo, và lần này cả hai đến được Narnia. Trong lúc lang thang tìm kiếm em gái, Edmund đụng phải Elsa và đấu tố ngay Tumnus cùng hội anh chị em. Sau một cái ôm, nhiều chút trẻ làm và lời hứa vẩn vơ lửa trái tơ, Edmund mê còn mẹ nó mệt luôn, quyết tâm đưa anh chị em về chỗ của Elsa, cái lâu đài tình ái lọt khe giữa hai đỉnh núi. Vừa lúc chia tay chúa tuyết thì Lucy chạy ra một cách không hề trùng hợp, và cũng không biết là thằng anh vừa ăn vụng quên cả chuối mép. Cô bé háo hức quay về khoe về Peter, tự tin vì lần này có Edmund làm chứng đi cùng mình. Nhưng Edmund cậy già mà giải cây, biến thịt heo thành thịt chó, vu cho Lucy chỉ đang tự xảo nấu với lá mơ, làm cô bé tức không thể xả mà chạy đi, rồi tông luôn vào ông giáo sư chủ nhà. Trẻ con thì biết gì, không có tội, nên là chủ nhà dí đầu hai đứa lớn. Susan tiện hỏi thăm cách giải quyết vấn đề ảo tưởng của Lucy, vì chuyện một thế giới trong cái tủ vì logic và lờ. Giết một hơi tẩu, giáo sư đưa ra một chân lý. Chúng mày xem Fast and Furious chưa? Không cần logic khi chúng ta đã có gia đình. Đến sáng hôm sau, vì ghét BD nên Peter rủ mọi người đi đánh bóng, vô tình đục một lỗ trên cửa kính, cả bọn hoảng loạn trốn, chui vào tủ quần áo. Chen chúc thế nào lại đến được Narnia. What the fuck bro, lỡ mà không qua được thì bảo quản gia là bọn cháu ngồi hít băng phiến từ sáng đến giờ. Dù sao thì cả bọn cũng đến vùng đất trong lời của Lucy, nhân tiện đến nhà tên người dê đánh thuốc ngủ em gái mình hôm trước. Nhưng hang của Thomas thì đã tan tành như danh tiếng của cô ca sĩ thích đánh gôn, chỉ còn sót lại lệnh bắt giữ của Elsa với lý do đi đêm với đối thủ. Lúc này mà con hải ly xuất hiện, và nó nói tiếng Anh như đi học ở Apollo. Nó cầm khăn tay mà Lucy đã tặng Thomas, chứng tỏ bản thân mình là phe đồng minh, rồi dẫn cả bọn về nhà, giải thích tình huống đang xảy ra. Elsa ghét trẻ con vì có một lời tiên tri xác định là 4 đứa trẻ loài người sẽ đánh đuổi tà ma, giết chết trà bà chúa tuyết. Thêm một thông tin nữa là Aslan đã phát triển đội quân 5 triệu điểm sức mạnh, chờ đợi họ ở bệ đá cổ. Trong khi 3 anh em còn lại chọn nền văn minh sư tử, Edmund lại chọn nền văn minh của chúa tuyết, lén một mình đến lâu đài tình ái, khiến anh chị em không kịp trở tay, đành phải tìm Aslan để SOS. Lúc này Edmund băng qua một bức tượng, bóp phải con sói trong cửa và được đưa vào trong diện kiến nữ hoàng. Lần này thì Elsa rũ bỏ sự đoan trang sau khi thấy Edmund trễ deadline. Thằng cu hoảng hốt nên khai ra ngay vị trí của anh em, và thế là chúa tuyết cử 3 con sói đến giải quyết, buộc nhóm Peter phải chạy trốn qua đường hầm dưới nhà hải ly. Cơ mà đầu ra bị một con cáo chặn lại, một kẻ phản bội thực chất là gián điệp của phe Aslan, giúp cả bọn đánh lạc hướng đàn sói. Trong khi đó Edmund lãnh một vé vào tù, và đoán xem cậu gặp ai? Đúng vậy, chính là anh bạn người ninh bình. Đúng lúc này chúa tuyết giận dữ đi vào, nghi ngờ Edmund tung fake news. Đối mặt với cái chết, cậu đành mòi nốt cái tên Aslan ra. Tumnus buộc phải săn ngang vì sợ bị spoil luôn cái địa điểm trang trại. Edmund thấy thế cũng biết điều, giữ mồm giữ miệng. Sau đó thì thần dây được đóng góp cho nghệ thuật điêu khắc băng ngoài cổng. Elsa thì quyết định cưỡi tuần lộc xuất chiến, đuổi theo anh em nhà Pevensie. Trong lúc đó thì cũng có một người đang đuổi theo. Ông này là ông già Noel. Trong phim thì kiêm luôn cả dân buôn vũ khí, đến để tặng đồ cho mấy anh chị em, vì sự xuất hiện của cả bọn giúp Narnia đang hồi sinh dần. Lucy được lọ thuốc siêu hồi phục, cùng một con dao bướm để bắt đầu làm trader. Susan được một cây cung cứ bắn lại chúng, và cả phim thì cô bắn đúng 2 lần. Thêm cả một chiếc tù và gọi hội. Peter được trao cho một thanh kiếm và khiên. Xong việc thì ông già có xe nhưng mà lên xe đi mẹ luôn, kệ cho bọn nhỏ đi bộ tiếp. Đã thế lại còn phải vượt qua một cái thác băng đang tan. Đàn sói đuổi kịp tới nơi, Peter thì quá non nớt trước một con Warwick full phép, cậu đành bám chặt vào tảng băng, mặc cho dòng thác sập xuống cuốn đi, thành công thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù. Dòng sông cũng cản đường Elsa truy đuổi phía sau. Bầy sói lúc này đem đến gián điệp cáo, lừa Edmund nói ra vị trí bệ đá cổ. Edmund làm theo để rồi nhận ra là ốc chó vỡ lở. Có được thông tin về bệ đá cổ, Chúa Tuyết lập tức triệu hồi quân đội, chuẩn bị đánh nhau. Lúc này thì nhóm Peter đã đến doanh trại của đồng minh, diện kiến sư tử giả Aslan, thứ quý giá nhất trong tủ quần áo. Peter nhanh chóng nói ra tình hình của Edmund, xin sự giúp đỡ từ vị thủ lĩnh. Aslan sau đó gặp riêng Peter, nói về việc anh sẽ trở thành hoàng đế của Narnia, bởi vì định mệnh nó là thế, sợ cái y hoa. Trong lúc đó, hai con sói tập kích Susan và Lucy, nhưng mà lại nhảy nhiều vãi đái dù mẹ đang ở giữa trại địch bằng các bro. Thế là cả tướng cả sói chạy ra vây, nhưng Aslan quyết định để Peter solo 1v1, bất tâm thọ bẩy, mở khóa thành tựu dũng sĩ diệt sói, rồi thả con còn lại dẫn đường về doanh trại địch, thành công giải cứu được Edmund. Sau khi được giáo hóa tư tưởng, cậu được cho tái hòa nhập cộng đồng, đầy đủ 4 người. Peter tính đến bài cho các em chuồn chuồn, nhưng định mệnh không cho thế, nhưng mà chính không muốn dạy thế được. Thế là cả bọn kéo nhau đi luyện tập, rắc rối lúc này lại ập đến, Chúa Tuyết đến đòi người. Lần này thì đòi làm theo luật của Narnia, tất cả máu của kẻ phản bội thuộc về mụ và Edmund phải chết trên bệ đá cổ. Đừng có mà con dạy bố tập đụ, bố mày mới là luật. Mày vào lều với tao rồi biết là tại sao con sư tử này chúng nó gọi là sư thầy ông nội. Một lúc sau, Chúa Tuyết đi ra với vẻ mặt thỏa mãn. Aslan thì tuyên bố Edmund đã thoát. Tối hôm đó, Lucy và Susan thấy Aslan lại đi một mình nên là bám theo và nhận ra là Aslan đi tìm Chúa Tuyết, nhưng mà không phải do trông vắng mái mà là hy sinh bản thân cho Edmund. Sau khi phe Chúa Tuyết rút đi, hai chị em tiến bên bệ đá rồi nhờ những cái cây gửi tin về cho Peter để anh trở thành thủ lĩnh thay thế. Và cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, Peter chỉ huy đơn vị bộ binh, Edmund phụ trách đội mai phục, Lucy và Susan thì có quyền ở bệ đá. Nhưng hai đứa đần này không hề biết là Aslan chỉ đang đếm số, mua đồ để rồi respawn lại. Aslan đưa hai đứa đột nhập vào lâu đài tình ái, giải cứu đội quân bị hóa đá. Ngoài chiến trận thì kẻ địch bị dồn vào hẻm núi rồi nã tên, nhưng mà Peter đột ngột ngã ngựa khiến đội quân phải quay lại chiến đấu. Edmund phục kích, chém vỡ đũa phép của Chúa Tuyết, bù lại thì ăn một xiên. Thế là phim bắt đầu slow motion, nổi nhạc hùng tráng các thứ, cốt là để thể hiện Peter đang cáu vờ lờ, nhưng mà cũng có thắng được Chúa Tuyết chó đâu. May mà Aslan dẫn đội cứu viện tới, lao vào làm thịt ngay con hàng Chúa Tuyết. Edmund thì được Lucy cứu bằng lọ thuốc thần, thế là quả kết trọn vẹn viên mãn. Sau đó 4 anh em cùng lần ngồi, Aslan thì biến mất. Nhiều năm sau thì cả bọn đã trưởng thành, làm vua luôn chúa luôn à, không nên về luôn à. Một hôm thì bất chợt tìm thấy cây cột đèn năm xưa, rồi trở về căn phòng hiện thực, thậm chí còn trẻ lại như hồi bé. Đang ngơ ngác thì vị giáo sư bước vào nhìn lũ trẻ và nói: "Đền cho bố mấy cái cửa sổ." Lucy sau đó cố gắng quay lại, nhưng Narnia không mở cửa cho những kẻ tìm kiếm. Cơ mà sau này bị một thằng ất ơ thổi tù và xong rủ vào Narnia cúng đấu. Đấy là phần 2, bao giờ có thì chưa biết. Ngay sau khi vô tổ chơi đầu, đạp lên đế chế Diana Sensi cùng Fred, anh chị em nhà Pevensie trở về với thực tại, nhưng vẫn một lòng một dạ muốn về xứ sở Narnia. Chỉ có một người duy nhất chuyển dạ là bà này. Khoan nãy buông câu liên quan đéo gì, vì bà này đẻ ra thằng cu này là con ông này, vua Miraz, nhưng mà đây là vua loại 2 lên thay cho anh trai loại 1 đã chết, chẳng được mọi người chấp thuận gì cho cam. Thế nên thằng cu vừa sinh ra đã không thể lên làm vua, trừ khi là thằng này, hoàng tử Caspian dòng chính chết. Đương nhiên là Miraz yêu nước thương con, cử bác thợ săn đến xử Bạch Tuyết. Caspian được ông giáo giúp trốn thoát và được giao cho trách tù và của Susan, cái thứ mà cực kỳ hữu ích nhưng mà chưa được thổi bao giờ. Anh trốn vào trong rừng, ngã ngựa bị hai anh tộc bổ nửa canxi phát hiện, lăm lay tấn công. Phía sau thì bác thợ săn đuổi đến, nhưng mà đây là Narnia phần 2, hoàng tử Caspian. Đến tên phim còn đặt theo anh thì chết thế đếch nào được. Một tên lùn xông ra ngăn thợ săn, còn hoàng tử thì tranh thủ thổi tù và đưa cả nhà Pevensie đi tàu nhanh 300 quất luôn về Narnia. Về đúng thời điểm của Caspian, tức là cách phần 1 gần bằng số 5 kinh nghiệm cân bằng tướng của Riot. Tất nhiên là đài các thời đó trở thành phế tích, thế mà quần áo vũ khí được giấu phía bên dưới lại chả bị làm sao. Quay về với Miraz, hắn đổ tội cho người bản xứ Narnia bắt cóc Caspian, bằng chứng là tên người lùn bắt được trong rừng. Cái này gây sốc vì tổ tiên họ khi xâm lược đã diệt loài bản địa, thế nên những thứ kiểu này chỉ xuất hiện trong 300 bài hát thiếu nhi. Miraz lúc này đẩy hận thù về phía Narnia, ra lệnh chuẩn bị xuất chinh về phía cánh rừng. Hai mạch chuyện va vào nhau khi anh lùn bị đem ném xuống biển, rồi để hội Peter cứu. Khi đối diện với vua và nữ hoàng trong huyền thoại, anh lùn đéo tin, cứ ngỡ là ACN cosplay, thế là bị đánh cho nhú cái khôn ra. Phía bên kia, Caspian tỉnh dậy bên trong nhà một con lửng và một chú lùn. Mặc dù hết hồn khi thấy người Narnia, nhưng cậu lại được chăm sóc vì chiếc tù vả. Người thầy mạo hiểm đưa cho cậu cũng vì thế mà bị tống vào ngục. Trong lúc đó, 4 vị anh hùng vẫn đang nhàn nhã chèo thuyền, mở tiệc săn gấu, dạo cao nguyên đá, dựa vào trí nhớ để đến chỗ Caspian. Mỗi tội đường đi năm xưa giờ đã thành cái vực. Lucy thì nhìn thấy Aslan bên kia bờ nên muốn nhảy xuống vực như nhảy Panji. Nhảy đây anh ơi, mặt em quá uy tín luôn. Đéo, quay lại với Caspian. Một lần nữa, tên của anh là tên phim, thế nên xuất hiện hẳn một nhân vật để hộ giáo hoàng tử. Rippy Chip, thậm chí là đàn nhân mã cũng đã xuất hiện, tiễn anh về nơi an nghỉ của họ, nơi giống như nhà văn hóa của Narnia. Caspian phát huy tinh thần đa cấp, gọi vốn được các loài đầu tư sức mạnh để anh lấy ngôi vàng, đổi lại hòa bình cho người Narnia. Lúc này, nhóm Peter khi đổi đường thì phát hiện ra vua Miraz đang xây cầu vượt sông tấn công rừng, nên lại quay lại vực ban nãy, tìm được đường xuống phía dưới để sang bên kia khu rừng. Sáng sớm hôm sau, Lucy nghe thấy tiếng gầm sư tử. Cô đi lên rừng cây xanh ngả lối, dẫn về phía Aslan. Cứ tưởng phim sau kết thúc vì Super Lion đã xuất hiện, nhưng hóa ra lại là mơ. Mơ ít thôi, dô tù như chơi ấy. Lucy đi theo con đường trong mộng, gặp được anh trai tiểu đoàn Phong đi tuần núi. Hóa ra cả nhóm đã đến khu nhà văn hóa người Narnia. Rốt cục cũng hết nửa phim để giới thiệu nhân vật. Trận cung đấu giờ mới chính thức bắt đầu. Cả nhóm quay về cứ điểm, một di tích được xây dựng xung quanh bệ đá cổ. Kế hoạch phản công lập tức được vạch ra. Peter quyết định đánh lén lâu đài của vua Miraz bằng cách để mấy con biết bay này gắt vào lâu đài, sau đó tìm cách mở cổng cho đại quân Narnia đợi bên ngoài tràn vào. Riêng hoàng tử Caspian thì giải cứu thầy, nhưng sau khi biết tin Miraz giết cha của mình, anh giận dữ tìm thẳng đến chỗ ông ta, làm đội quân trong thành phát hiện ra kế hoạch. Nhưng Peter bất chấp tiếp tục cuộc đột kích, khiến quân đội Narnia bị chà đạp hơn nửa. Cả bọn thất thểu đi về, bắt đầu lôi bố mẹ nhau ra bình phẩm. Chiến dịch này còn khiến Miraz thuận thuyền lên làm vua, đem quân tràn vào khu rừng. Mọi thứ đổ bể khiến Caspian trầm cảm. Một tên lùn liền đến rủ anh chơi bụi tiên hồi sinh Elsa. May mà nhóm Peter phát hiện sớm, rồi để Edmund thọc kiếm từ cửa hậu, ngăn chặn cậu bé đần gọi ra quả Elsa đánh mãi mới chết ở phần 1. Caspian sau đó ngồi tự kỷ một xó thì được thầy cho một khóa làm giàu tinh thần. Sáng còn phải check in tập thể dục, chưa đăng ảnh đi cà phê, cắt tóc ngắn đi nữa là ok. Còn Peter thì trầm tư nhìn bức khắc sư tử, cứ như tôi xem lại video anh bảnh rồi bồi hồi vậy. Đúng lúc đó, đội quân của Miraz bất ngờ kéo đến, phô trương thanh thế, nhưng thực chất chỉ là đi cắm trại để cho hội Peter có thời gian ngồi bàn bạc, để rồi đưa ra quyết định kéo dài thời gian để tìm Aslan. Kế hoạch là Edmund sẽ đến truyền tin Peter gạ kẻo Miraz, hắn chắc chắn đồng ý bởi vì có mấy tên tướng bơm đều phía sau. Trời đây anh sợ nó à? Cuộc chiến diễn ra ngay trước tòa di tích, đâm, chọc, nhặt hoa các kiểu. Nhưng cái quan trọng là Lucy và Susan đã lẻn đi tìm Aslan, lại bị mấy tên lính phát hiện nên Susan chọn ở lại để chặn chúng. Nhưng mà không 175 làm ăn cái gì, lại phải để em tú Caspian đến cứu và đưa về chỗ hai ông đang solo với nhau. Lúc này Peter hạ gục được Miraz và nhường mạng cho Caspian, nhưng thay vì chém chú chém anh thì đã tha cho ông này. Cơ mà Miraz lại bị chính đồng minh giết chết, rồi đổ lỗi cho Susan đã bắn lén. Thế là chiến tranh bắt đầu nổ ra, nhưng fan Narnia cũng đã chuẩn bị sẵn bẫy để đánh nhau, cả đường hầm để đột kích các thứ, chứng tỏ mấy ông nhõi này định lật mặt từ đầu. Và đây chính là thời điểm hoàn hảo để nhân vật chính khai màn. Sư thầy ông nội Aslan bây giờ thì rất dễ, vì lần này kêu toàn mấy cây cổ thụ ra hãm kẻ địch, khiến chúng phải chọn rút lui về phía cây cầu qua sông. Nhưng siêu nhân đỏ Lucy và siêu thú Aslan đã đứng đợi sẵn. Khi thấy kẻ địch bất chấp qua sông, Aslan thở ra hơi thở của nước, gọi ra anh Neptune hàng sông, quét trôi cả lũ. Bây giờ thì đến phần happy ending. Kết thúc cuộc chiến, Aslan tuyên bố người Telmarine là bọn rẻ rách, là những người thuộc thế giới của nhóm Peter. Tổ tiên họ là cướp biển lỡ trôi giạt đến đây, và bây giờ họ có thể quay về nhà. Kể cả anh em nhà Pevensie cũng thế. Bonus thêm là Peter và Susan đã quá già để mua vé vào Narnia, thế nên là phần sau đỡ gánh nặng bà chị Susan. Tất nhiên là nếu anh em muốn thì recap phần 3 sẽ có vào lúc nào đó. Tôi là Quại, xin chào và hẹn gặp lại.